Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh Đứa Đen. Hôm nay chúng ta cùng nhau chia sẻ về một dán NFT có tên là Cloudware. Dán Cloudware thì là một dự án bán tên miền chấm kit. Và dự án này cũng có một chương trình non-path đang bán NFT mà chúng ta đang tham gia. Thực ra hiện nay thì chương trình NFT này, nếu như anh em mà có trong Reddit ấy, thì các bạn sẽ được mint free. Anh em nhìn thấy đó, giá mint free luôn, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tham gia vào chương trình Arop của dự án này. Ở chương trình Arop này thì sẽ chọn ra những người may mắn sẽ được mint NFT free. Nếu không nhầm thì cái số lượng người được mint là khoảng 400 người. Chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta làm nhiệm vụ dự án này nhé. Chúng ta sẽ mở phần Twitter này, phần retweet bài đăng này, chúng ta mở ra. Follow Twitter trước này. Này, retweet bài đăng này. Các bạn xác nhận hai nhiệm vụ này cho mình. Để từ nãy đến giờ lâu quá là Dream nó không nhận. Để mình reload lại trang. Chúng ta xác nhận này. Tiếp theo chúng ta sẽ join cái Discord của dự án nhé. Các bạn vào Asset Invite. Company kéo dưới này, tích này, chọn Submit này. Rồi. Join một đợt. Rồi cái mode này. Mình xem này. Tích Rosen này. Tích hết. Đúng không ạ? Tích hết. Rồi, chúng ta nút con tin. Tiếp theo phần địa chỉ ví ETH thì các bạn điền địa chỉ ví ETH vào thôi. Đây mình sẽ dùng cái ví quen thuộc của mình. Mình một có một ví ETH và một ví trên Damarop với các bạn khác. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về chương trình Airdrop của dự án Cloudware. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn giờ tiếp theo.